bắt đầu đang có ý định để có thể tấn công rồng. Nó sẽ là một cái cớ giao tranh dành cho cả hai đội tuyển. Kin đánh hạt thông nổ lao xuống hàng rồng. Vidi đang muốn vòng ra tuyến sau. Doran là người đứng chắn lên phía trước. Pinhead lao lên bắn, bắn người Kin rất là đau. Hôn rồng chính xác đó là người Doran. Doran vẫn đang trụ được phía trong này. Chỗ Pinhead tụ được ba người cực kỳ tuyệt vời, và đó là một tình huống bay bắn cực kỳ thoải mái với con trích với chiều cuối. Không ai cản bước được Faze cả. Và Chovy mặc dù là trách nhiệm phải tạo dựng lối chơi chỉ đặt lên một mình đôi vai của anh chàng thôi, nhưng anh ta vẫn làm được 4-0 dành cho Gen Z.